nướng sầu riêng. Rất là nhiều người chúng ta ăn sầu riêng mà chưa bao giờ biết nướng món sầu riêng đúng không? Ngày hôm nay ta sẽ test thử món nướng sầu riêng như thế nào nhá. Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi. Chuẩn bị than củi này. Sầu riêng chúng ta bỏ đây nhá. Vỏ nó bao cháy rồi đó. Ta sẽ sắp được thưởng thức một món sầu riêng nướng rồi nhá. Bắt đầu gần chín rồi nhá. Chúng ta chờ cháy hết rồi chúng ta sẽ thưởng thức được sầu riêng nướng nha. Wow, chín rồi, chín rồi. Wow, sầu riêng nướng nha. Sầu riêng nướng. Chúng ta rất là ăn những sầu riêng nhưng mà chưa biết ăn sầu riêng nướng đúng không? Ngày hôm nay chúng ta tranh thủ làm sầu riêng nướng để thưởng thức cho những chị nhá. Sầu riêng bắt đầu chín tới là làm. Trời ơi này. Trời ơi nó ngon. Được. Cũng rồi. Ngon chi mà ngon luôn đó. Rồi thơm này. Ai muốn ra làm sầu riêng nướng thì đặt sầu riêng về làm sầu riêng nướng nhá.